Samsung S21 5G, một con máy có cái vẻ ngoài sang trọng, một cái thiết kế nhỏ gọn, cầm vừa trong lòng bàn tay. Vậy ở cái mức giá dưới 6 củ khoai thì con này nó sẽ phù hợp với những ai? Và ở mức giá đó chúng ta sẽ có những trang bị gì? Đầu tiên là chúng ta hãy quan sát về phần ngoại hình. Ngoại hình con này như mình nói thì nó vô cùng sang trọng, nó vô cùng đẹp. Nó sẽ có một cái kích thước khá nhỏ gọn. Ở đằng sau chúng ta sẽ có cụm 3 camera, nhìn khá là hầm hố. Mặt trước chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước là 6,2 inch, tần số quét khá là cao là 120Hz. Tấm nền màn hình của con này cũng khá là xịn sò, nó là tấm nền Dynamic AMOLED. Samsung thì nổi tiếng với chất lượng camera khá là ngon. Ở đây chúng ta sẽ có một cái camera chính là 64MP và một cái camera trước là 10MP. Tuy ngoại hình con này khá nhỏ gọn nhưng sức mạnh của nó cũng khá là đáng nể. Khi em nó được trang bị con chip Snapdragon 888, ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn chiến được mọi loại game với một mức setting khá là cao. Kèm theo đó dung lượng RAM của em này sẽ là 8GB, bộ nhớ trong sẽ là 128. Tuy nhiên là ở trong thân hình nhỏ gọn như thế này thì chúng ta chỉ có một viên pin là 4000mAh và hỗ trợ công suất sạc là 25W mà thôi. Vậy tổng quan về con Samsung S21 5G này, chúng ta có một cái thiết bị nhỏ gọn với một cái thiết kế khá là cao cấp, khung viền kim loại cực kỳ chắc chắn và một cái màn hình với chất lượng khá là tốt. Kèm theo đó sức mạnh con này cũng khá là ngon nữa. Mình nghĩ con này nó sẽ phù hợp hơn với những bạn nữ hoặc là những bạn nào có bàn tay nhỏ. Vậy anh em nghĩ sao về con máy này? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận nhé.